bạn, trước mắt các bạn là máy ZCut 5, máy cắt băng keo ZCut 5 của hãng Fuma. Đối với máy ZCut 5 thì có thể nói đây là khắc tinh của loại băng keo siêu mỏng và dễ cong vênh như thế này. Bởi lẽ chúng tôi gọi là khắc tinh là bởi vì là có rất nhiều máy cắt băng keo như là ZCut 2, ZCut 8, rồi M1000, ED100, rồi những cái dòng tương tự thì hầu như là đều gặp khó khăn trước những cái băng keo mỏng mà nhỏ như thế này. Tại sao chúng ta lại nói như vậy? Bởi vì là ZCut 5 có một cái chức năng là gì? Nó tích hợp giữa cảm biến, đây cảm biến xoay. Cảm biến này thì là đối với tất cả những băng keo thông thường khác thì nó phải nói rằng là nó rất là hữu ích và giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề cắt băng keo. Nhưng mà riêng đối với loại băng keo nhỏ như thế này thì ở cái máy ZCut 5 còn một chức năng nữa là chức năng setup theo số lượng băng keo mà cấp theo mỗi một nhát bấm. Ví dụ để thao tác được chức năng này thì thứ nhất là chúng ta sẽ tắt nguồn điện đi. Các bạn lưu ý là trước khi các bạn lắp băng keo thì các bạn sẽ đảm bảo là mở dao và mở cái ngoàm ở phía bên trong, cái ngoàm ở bên trong để đảm bảo là khi băng keo đi qua nó sẽ không bị cản, đấy, thông suốt như thế. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ lắp băng keo lên. Đấy, các bạn thấy nhá, ở đây nó có một cái gạt màu đen, chúng ta sẽ gạt nó ra, đúng không nào? Ở đây có một cái thanh ngang nữa, đây là miếng tỳ. Chúng ta thông thường là chúng ta sẽ để cái ốc nó lỏng lỏng chút thôi, có thể di chuyển được. Sau chúng ta sẽ móc vào cái màu đen này, đấy cái móc màu đen này. Đấy, sau đó chúng ta đưa băng keo xuống dưới, đưa băng keo xuống dưới này, đó, thì nó có một chút rung sai, ok. Sau đó là chúng ta sẽ đưa vào bên cạnh, giống như ở những mã băng keo khác, máy cắt khác như là ZCut 2 hay là ZCut 8 đều như vậy, đó, mình dán lên đây. Ok, chúng ta có thể cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ siết cái vít này lại một chút, để cho có một chút dung sai. Ok, sau đó là chúng ta sẽ tiến hành setup nhé. Thì khi tiến hành setup thì chúng ta sẽ đậy nắp vào lại. Ở đây tôi muốn hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ cho ra 5 đoạn băng keo theo như mong muốn. Tất nhiên các bạn có thể là 6 hay nhiều hơn nữa thì tùy các bạn. Nhưng tôi sẽ demo cho các bạn. Đấy, nó sẽ ra theo tùy chỉnh, nó không bị phụ thuộc vào cái cảm biến này. Bằng cách là chúng ta tắt nguồn đi. Sau đó chúng ta giữ phím khởi động ở trên đỉnh của đĩa quay, đĩa xoay. Sau đó chúng ta khởi động lên. Khi đứng đèn có một chút gì đó hơi ngả sang màu tím, xanh và tím, thì chúng ta bắt đầu thiết lập số lượng. 1, 2, 3, 4, 5. Cái nhát cuối cùng thì chúng ta kết thúc ấy, thì chúng ta phải giữ chặt để khi nó có một tiếng bíp dài, có nghĩa là nó nhận lệnh. Và sau đó là bây giờ chúng ta có thể tiến hành cắt. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn thấy chưa? 5. Sau đó là chúng ta có thể thao tác bình thường. Ok. Lúc này ta bấm thêm một nhát nữa là nó lại khởi động cắt tiếp. Lúc này cái chức năng này nó là chức năng bán tự động, thì hoàn toàn không bị phụ thuộc vào cảm biến. Đó. Vì nhiều khách hàng có hỏi là ZCut 5 nó cũng nó là chế độ tự động, nó có cảm biến, vậy thì là nó có thể là làm việc trong cái điều kiện môi trường là quạt gió hay không? Đấy, thì chúng tôi xin trả lời rằng nó có thể làm được. Nó có cả hai chức năng song song, vừa tự động và vừa bán tự động. Chúng tôi sẽ thực hiện một lần nữa. Lần này chúng tôi sẽ setup là thành 8 nha. Các bạn xem, để mua một lần nữa. Chặt, khởi động lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tiến hành cắt. Các bạn thấy không? Hoàn toàn không phụ thuộc vào cảm biến. Như vậy là đối với những băng keo nhỏ như thế này thì là một cái điều tiên quyết là tuyệt đối không để trường hợp bị chồng băng keo lên như thế này. Nếu mà như thế này nó sẽ rất là bị rắc. Nó rắc vì độ bám dính của loại băng keo này không thực sự là quá tốt. Nó chỉ cần trượt thôi, nó chỉ cần trượt một thôi là nó sẽ có trường hợp bị rối.
Vì vậy là cái máy này nó sẽ khắc phục được điều đấy và nó không bị phụ thuộc vào cảm biến. Vì cảm biến nhiều khi các bạn sẽ gặp một số trường hợp như thế này. Tôi sẽ ví dụ thực tế cho các bạn thấy rằng là những trường hợp mà chúng ta lệ thuộc vào cảm biến nó cũng có sẽ điều bất tiện. Ví dụ như trường hợp như thế này thì các bạn thấy là cảm biến không soi được và nó sẽ tiếp tục quay, bởi vì cảm biến nó nằm lọt giữa hai cái khoảng cách của ống keo này. Thì như vậy là nếu như không có chức năng mà setup theo số lượng như mong muốn thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục trôi, và khi nó trôi vào đây thì là nó sẽ xảy ra việc chồng băng keo. Và đấy là chưa kể một số trường hợp là ở những phân xưởng ấy, quạt gió rất mạnh, ví dụ đây băng keo nó đang che như này, nhưng mà khi bị gió thổi quá lớn thì cái băng keo nó sẽ bay theo chiều này, thì là nó sẽ không cảm quan nữa, không quản cảm quang nữa, và tiếp tục nó lại trôi tiếp. Như trường hợp như thế là nó sẽ hầu như là không phát huy cái tính ưu việt của cái máy cắt băng keo dây cắt 5 này. Và đây là những điều hết sức lưu ý đối với các bạn, cũng như là để giới thiệu với các bạn về cái thế mạnh của máy cắt băng keo dây cắt 5 cảm biến kết hợp với bán tự động. Cho các bạn cái chức năng là cắt số lượng băng keo theo số lượng mình đặt ra, ví dụ như là 5 đoạn hay 6 đoạn thì do mình thiết lập. Sau đây là tôi sẽ chuyển từ chế độ bán tự động thành chế độ toàn tự động và thông qua cảm biến để dừng máy. Các bạn lưu ý là cái chức năng mà toàn tự động này thì nó có một cái đặc điểm lưu ý là chúng ta sẽ không cần phải tác động vào cái nút bấm khởi động này nữa, và chỉ cần khi mà chúng ta lấy cái băng keo ra khỏi cái mắt cảm quan này, tức là sensor này, thì là nó sẽ automatic nó sẽ chạy. Đấy, sau đây tôi sẽ thao tác cho các bạn xem. Chúng ta chỉ cần ngắt nguồn, chúng ta bật lại thì lúc này đèn nó sẽ là xanh chứ không phải màu tím nữa, thì là nó sẽ là toàn tự động. Lần đầu tiên này chúng ta sẽ phải start để nó có thể chạy. Đó. Khi sau đó là chúng ta sẽ lấy. Đó. Và chúng ta sẽ lấy từ bên này. Đấy, người thao tác sẽ lấy từ đây. Cái này nó quá thì lấy ở đây. Cái cuối cùng mới là lấy từ mắt. Chúng ta lấy tiếp, nó sẽ tiếp tục nó automatic nó quay. Ở đây các bạn lưu ý là nó khi nó quay cái tọa độ này mình có thể chỉnh được. Đó, mình lại lấy từ đây. Đúng không nào? Thường thường là lấy băng keo sẽ lấy từ dưới lên đó, chứ không phải kéo, vì khi kéo nó dịch chuyển vị trí được. Dịch chuyển vị trí là nó sẽ không quay tiếp. Thế này nó cũng có một cái hay là nếu như khi các bạn đã xác định được tọa độ chuẩn rồi thì các bạn chỉ việc lấy thôi. Thì thông thường ví dụ như là cái trường hợp là với kinh nghiệm của chúng tôi ấy, thì là chúng ta sẽ thiết lập làm sao cái khoảng cách của giữa hai cái băng keo này nó sát lại một chút, nó sát lại một chút ngang với cái khoảng cách cái khổ của sensor, bằng cách là chúng ta điều chỉnh cái nút vặn ở đây, nút vặn ở bên phía tay phải đấy, chúng ta sẽ vặn nó vào đây, chúng ta sẽ tiến hành làm demo cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ lưu ý là khoảng cách của các cái băng keo tiếp theo nó sẽ cách nhau bao nhiêu nha. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái khoảng cách của giữa hai cái đoạn băng keo này nó rơi vào 2,5 cm. Sau khi điều chỉnh lại các bạn thấy không, nó có mật độ dày đặc hơn.